ngồi trên núi đang bàn chuyện trên trời. Cái nãy có dòng dòng đứng ngoài cái cổng chỗ chiếc thuyền, nó xin ông sơn thần đi lên để mà bái kiến. Thì cái kêu nó đứng dưới chờ thì mới biết ra là nó vừa mới chết. Má nó khóc nhảy kè đạch trong bệnh viện, thì cái hồn nó đã tới núi rồi. Thì cái nó nói bác kìa, gọi cho mẹ con giùm, nói mẹ con đừng có buồn, con đi về trời rồi, đi theo Phật rồi, mình cũng biết mẹ nó là ai nữa. Cái nói tới luôn, hỏi mẹ con là ai vậy? Mình nói chuyện với ma nghe, nói chuyện với Phật. Rồi cái có con ma nó vô thì nó nói má nó tên là Hiền, hồi xưa làm cho bác kìa, mà mình đâu có số phone đâu, nãy giờ tìm được gọi cho nó, nó con của nó vô nói nhắn gì đó, bà mừng quá biết à, mình làm như là mình là tổng đài điện thoại á, cỏ người và cỏ trời luôn, nhiều lắm. Lần này lần thứ mấy trăm rồi đông à, đang ngồi á xẹt tới mà phải xin phép thiên thần, xin phép bốn rồng, phải xin phép mấy chư thiên, xin phép thiên long bát bộ mấy vị hộ pháp á, con ma nó mới tới gần, nó nói chuyện được, nếu không không có tới gần được kiểu đâu.